Thì cái điều mà hôm nay tôi muốn kêu gọi đồng bào với anh chị em là không có cái gì mà mình phải hoang mang, mà trái lại mình phải chuẩn bị sẵn sàng, phải củng cố hàng ngũ, dân quân phải chặt chẽ, từ cái biện pháp quân sự lẫn cái biện pháp an ninh, lẫn cái biện pháp bình định lãnh thổ, dẫn cái vấn đề làm cho ổn cố hậu phương, từ cái chuyện lớn mà về thực thi cái luật pháp cho đến cái vấn đề mà bề ngoài, cũng như là cái vấn đề cờ xí biểu ngữ sơn đồ này kia, thì thằng cộng sản nó làm được là mình phải làm được hơn nó, chứ không có thể nào mà mình để cho nó nghĩa là thao túng cái miền Nam này được.